80 tuổi của anh vừa mới về đến giờ. Sống có 90 tuổi mới ăn biết được tôi bây giờ vậy xin lỗi.
không đó đó chứ không có đi tám mấy tuổi mà tôi đi không nổi mà ba chín mươi tuổi rồi cho mấy anh mới tám bốn hả về trước nó mới 2 tuổi à, con rất là nhỏ, bây giờ nó muốn bộ cho cụ luôn, thì 60 là lão thôi, cụ á, hồi xưa 60 là họ trung niên sử rồi, không nhờ nhậu nhau, giờ đó mời mời cho em dự tiệc, thấy chưa, nhậu ở bên đây, Dũng, mời chụp quay ăn đi cho tôi chụp chụp, vô một cái thôi. Vô một hai ba vô này vô một hai ba vô hai ba vô cầm đi các bạn có thể